Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày hôm nay từ hình thái nắng gián đoạn sau chuyển mưa dông, cục bộ và mưa to. Cụ thể, hôm nay ngày 20 tháng 9, thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 9, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Ngày đầu nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31 đến 33 độ. Những ngày sau giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ, trời dịu mát. Riêng ban đêm giảm còn 25 đến 27 độ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng Thủy văn cũng cho biết trong ngày và đêm ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và ban đêm. Trên cơ sở tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội, liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam, đề xuất chính phủ một số nội dung chính sách cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất từ bão số 3, gồm tàu cá khai thác thủy hải sản, tàu du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên mặt biển, sông, suối, ao hồ, VCCI đề xuất hỗ trợ thiệt hại thực tế đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản theo Nghị định số 2 của Chính phủ, đồng thời cân nhắc việc tăng mức tiền hỗ trợ và áp dụng cho cả các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản. Tính đến việc hỗ trợ thiệt hại thực tế đối với tàu cá, tàu du lịch theo định mức và giao Ủy ban Nhân dân cấp xã cùng chủ tàu thống kê thiệt hại. Bên cạnh đó, miễn tiền thuê mặt nước cho các cơ sở nuôi trồng thủy hải sản đến hết năm 2025, miễn các loại phí và lệ phí có liên quan như lệ phí ra vào cảng biển, cảng bến thủy nội địa, phí sử dụng vị trí neo đậu trong khoảng 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ từ 50 đến 70% chi phí mua bảo hiểm cho các loại tàu cá, tàu du lịch đến hết năm 2025, cân nhắc việc miễn hoặc giảm 50% số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với đối tượng này trong khoảng từ 4 tháng đến 6 tháng, giảm các khoản nộp cho bảo hiểm xã hội trong khoảng từ 4 đến 6 tháng, miễn phần kinh phí công đoàn nộp lên cấp trên cơ sở trong khoảng 4 đến 6 tháng. Thưa quý vị, lũ đang rút dần, ngành nông nghiệp và chính quyền của các địa phương đang chỉ đạo nhân dân tập trung khắc phục hậu quả, thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi, khẩn trương khôi phục, ổn định sản xuất nông nghiệp, ghi nhận tại huyện Phúc Thọ. Hôm nay, đàn gà hơn 5.000 con của gia đình anh Dương Trung Kiên, thôn Cự Lục, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, đã được trở lại chuồng trại sau những ngày di rời để tránh bão số 3. Anh Kiên đang tích cực khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh chuồng trại, xử lý môi trường, chăm sóc đàn gà để khôi phục sau mưa lũ và tái đàn bán trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi mà nước rút đi thì tất cả quy trình khử trùng, phun sát trùng trên tất cả mặt đất và chuồng trại và máng ăn máng uống thì tất cả phải được khử trùng thật sạch sẽ thì nó mới đảm bảo được sức khỏe của con gà mía này. Tranh thủ trời tạnh ráo, gia đình ông Nguyễn Văn Bốn, thôn Triệu Xuyên, xã Long Xuyên cũng ra đồng làm đất, trồng lại ruộng hành cho kịp thời vụ, cung ứng ra thị trường. Tuy đợt bão số 3 vừa qua, toàn bộ diện tích rau gia vị của gia đình ông bị ảnh hưởng, nhưng ông Bốn và các hộ dân trên địa bàn xã vẫn lạc quan, nhanh chóng bắt tay khôi phục sản xuất. Cả nước chúng ta đều phải khắc phục. Chỗ nào thì ở đây chúng tôi vẫn còn là may mắn, vẫn phải khắc phục lại, nhưng mà nó được may mắn hơn các nơi vùng lũ lụt khác. Phải về khắc phục dần dần, rồi phải tưới những các loại sinh học đấy để cho nó khắc phục lên dần, chứ giờ lên ngay cũng không thể nào lên được. Trong cơn bão số 3 này, nhân dân đã khắc phục vì buộc dựng lúa lên thì 0,6 ha, hiện nay còn 4 ha thì tiếp tục nhân dân vẫn tiếp tục đi buộc dựng lúa để sao cho cây lúa sinh trưởng này, sao nó có vớt vát thu hoạch được, thì nắng lên thì thời tiết thuận lợi thì tiếp tục Ủy ban xã chuyên chỉ đạo xã nông nghiệp để huy động số máy gặt đi để thu hoạch trong số lúa chín trước. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phúc Thọ đã hướng dẫn phổ biến quy trình đối với từng loại cây trồng vật nuôi đến người dân để giúp bà con nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất trồng trọt chăn nuôi. Đối với lĩnh vực sản xuất cũng như là lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn huyện Phúc Thọ thì được các cấp, các ngành là hết sức quan tâm và chỉ đạo và đã vào cuộc, và đặc biệt là sự quan tâm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Hà Nội đã quan tâm, đã là hỗ trợ 1.420 lít hóa chất Hàn Côn để triển khai cái việc là khử trùng tiêu độc môi trường khi cơn bão số 3 nước rút. Những thiệt hại do bão số 3 đối với sản xuất nông nghiệp là khá lớn, do đó ngành nông nghiệp đã chỉ đạo các huyện hướng dẫn người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất tái đàn để bù đắp nguồn cung thực phẩm kịp thời dịp cuối năm.
Chiều ngày 19 tháng 9 tại sân bay Nội Bài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của chính phủ Singapore. Hàng viện trợ bao gồm thùng nước, đóng chai, bộ vệ sinh cá nhân, chăn cứu sinh, can đựng nước, khẩu phần suất ăn. Lô hàng trên được vận chuyển trên chuyến bay mang số hiệu Singa 8482 từ sân bay Changi tới sân bay quốc tế Nội Bài vào 12 giờ trưa nay. Dự kiến số hàng hỗ trợ này sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Cạn ngay trong ngày mai, ngày 20 tháng 9. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.495 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ nay đến hết ngày 31 tháng 10, đường sắt áp dụng chính sách giảm giá cho tân sinh viên, học viên nhập học mùa thi năm 2024. Theo đó, đối với mỗi sinh viên, học viên nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho một vé lượt đi và một vé cho thân nhân đi cùng. Điều kiện khi mua vé đi tàu, sinh viên cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ, mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong 10 quốc gia được đánh giá là lựa chọn hàng đầu dành cho mọi du khách trên thế giới. Theo khảo sát mới nhất của công ty lữ hành toàn cầu Flight Centre, là một trong những công ty lữ hành lớn nhất thế giới có trụ sở tại Australia, Flight Centre mới đây đã công bố kết quả khảo sát dựa trên phản hồi từ hơn 170.000 du khách trên khắp thế giới về 10 quốc gia và thành phố được đánh giá cao nhất trong năm nay. Quốc gia đứng đầu trong danh sách năm nay là Bồ Đào Nha, với tỷ lệ du khách bày tỏ sự hài lòng lên tới 94%. Trước đó, trong một bài viết, Flight Centre từng nhận định Việt Nam là viên ngọc của Đông Nam Á, một quốc gia an toàn, giá cả phải chăng và mang đến những trải nghiệm phong phú, phù hợp cho du khách ở mọi lứa tuổi và nhu cầu. Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa. Theo đó, triển lãm trực tuyến với chủ đề Hỡi đồng bào thủ đô sẽ diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10, giới thiệu đến đông đảo công chúng những tài liệu lưu trữ và hình ảnh minh họa về cuộc đấu tranh chống Pháp của quân dân Hà Nội từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Trong đó rất nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Triển lãm dưới hình thức 3D trực tuyến giúp người xem có thể trải nghiệm không gian Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp mọi lúc mọi nơi. Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc vào 20 giờ ngày 19 tháng 10. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội sẽ triển khai thẻ vé tháng ảo offline cho hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thủ đô từ ngày hôm nay 20 tháng 9. Theo đó, người dân Hà Nội có thể sử dụng thẻ vé tháng ảo ngay khi không có kết nối Internet. Việc triển khai thẻ vé ảo offline giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại bằng xe buýt, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính và chi phí quản lý. Với thẻ ảo, người dùng có thể dễ dàng đăng ký, gia hạn và theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ. Đây là một bước tiến mới trong việc hiện đại hóa hệ thống vận tải công cộng tại Hà Nội. Thưa quý vị, chợ truyền thống gắn với thói quen sinh hoạt mua sắm thực phẩm hàng ngày của bao người dân. Tuy nhiên, việc quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống này cũng là vấn đề cấp bách đặt ra cho chính quyền và đơn vị quản lý. Để tiếp cận phương thức quản lý chuẩn quốc tế, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên tổ chức mô hình chợ an toàn thực phẩm. Toàn quận Long Biên hiện có 26 chợ dân sinh, chợ truyền thống đang hoạt động với trên 2.000 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ. Việc triển khai dự án an toàn thực phẩm tại hai chợ Thượng Thanh và Kim Quan đang hỗ trợ tích cực để quận triển khai áp dụng mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh còn lại trong toàn quận. Dự án an toàn thực phẩm vì sự phát triển nhằm hướng tới các giải pháp nâng cao năng lực, tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp an toàn với giá cả phải chăng và cạnh tranh của người dân Việt Nam. Từ đó giúp cải thiện phúc lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời hướng tới việc nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và tăng nhu cầu tiêu thụ nông sản an toàn tại Việt Nam. Quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi với chủ đề 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tham gia hội thi có 6 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên đang công tác tại các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Nam Từ Liêm được tuyển chọn từ vòng sơ khảo.
Các thí sinh trải qua 3 phần thi soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2024 của quận Nam Từ Liêm là hoạt động nhằm lập thành tích chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô, đồng thời góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của ngày giải phóng thủ đô, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hội thi là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, năng lực, trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy đổi mới phương thức tuyên truyền miệng và giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ. Thông qua hội thi giúp đánh giá đúng thực chất năng lực, trình độ, đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và có kế hoạch củng cố để các báo cáo viên, tuyên truyền viên của quận, của các đơn vị nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả của công tác truyền miệng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Theo báo cáo từ Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, trong 8 tháng năm 2024, cơ quan này đã tiến hành tổng kiểm tra 3.688 vụ việc, xử lý thành công 3.572 vụ vi phạm, thu về cho ngân sách nhà nước hơn 68 tỷ đồng. Vi phạm chủ yếu được ghi nhận liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong số gần 4.000 vụ vi phạm được xử lý, có 38 vụ đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là minh chứng cho sự quyết liệt của Hà Nội trong công tác đấu tranh chống lại các hành vi gian lận, buôn lậu và hàng giả mạo, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thưa quý vị, sau 20 năm thành lập, quận Hoàng Mai có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và quản lý đô thị, từng bước giải quyết vấn đề an sinh bức xúc. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị vẫn chưa tương xứng với tốc độ đô thị hóa. Quận đang chủ động tìm những giải pháp khắc phục bất cập nêu trên. Khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử lý, lập biển cảnh báo cấm dừng đỗ, song nhiều chủ xe vẫn cố tình chiếm một phần đường để đỗ xe. Cùng với đó là hàng loạt phương tiện ô tô ngang nhiên đỗ chiếm vỉa hè. Dưới những bóng cây râm mát, đáng lẽ người đi bộ sẽ được thụ hưởng điều này. Thực tế, những chiếc xe ô tô tìm bóng mát để đỗ xe và chiếm toàn bộ phần vỉa hè. Trên địa bàn quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã chọn cách làm giải quyết đến đâu, dứt điểm đến đó, nhằm giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng vi phạm trật tự giao thông đô thị. Hành vi của mình đây đỗ xe trên vỉa hè là sai quy định. Thế hôm nay là lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm trên cái lỗi này và yêu cầu em từ sau sẽ không tái vi phạm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn phường cũng chưa đảm bảo, chưa đồng bộ. Trên địa bàn phường thì hiện nay chỉ có khoảng 4 vị trí đã được cấp phép trông giữ phương tiện. Hạ tầng giao thông, điểm đỗ, bãi xe tĩnh chưa được triển khai, đồng nghĩa với việc gánh nặng tổ chức giao thông, trật tự đô thị đè nặng lên vai các cấp chính quyền. Nếu không quyết liệt triển khai các giải pháp mạnh mẽ trong việc yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng điểm bến bãi đỗ xe tĩnh thì có ra quân bao nhiêu lần thì việc làm đó cũng chỉ như bắt cóc bỏ đĩa. Bãi quy hoạch thì theo thống kê là có 17 bãi quy hoạch trên địa bàn phường và đã tổ chức thực hiện thì hiện nay thì mới tổ chức thực hiện được 3 bãi trực thuộc hút, còn đâu là một số bãi như DX4 và chỗ CC6 thì hiện nay vẫn chưa tổ chức thực hiện. Và bên Pháp Vân Tứ Hiệp thì có 3 ô quy hoạch cũng chưa thực hiện và hiện nay đang để hoang hóa. Bên cạnh sự triển khai và duy trì nghiêm túc của lực lượng chức năng trong mỗi chiến dịch làm sạch lại lòng đường vỉa hè, vẫn rất cần có sự đồng hành của mỗi người dân trong việc tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông. Thì Ủy ban dân quận Hoàng Mai cần có một lộ trình đầu tư xây dựng hạ tầng song hành với tốc độ phát triển của đô thị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc khắc phục 30 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn. 30 công trình này là trụ sở của các cơ quan Ủy ban nhân dân cấp huyện, trường học, nhà làm việc của các sở ban ngành của thành phố làm chủ đầu tư. Các công trình này tồn tại vi phạm kéo dài, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, khi cháy có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để xử lý dứt điểm các công trình đưa vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện, bảo đảm các công trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, trong những năm gần đây, không ít những nghệ sĩ khác như Thu Trần, Lê Ngọc Thuận hay Củ Cao Khải đã có những con đường riêng khi bén duyên cùng nghệ thuật tái chế, mang đến những hình hài mới từ những thứ tưởng như đã bỏ đi. Họa sĩ Thu Trần và các nghệ sĩ tình nguyện trong cả nước đã làm nên diện mạo mới cho làng chài Tân Thanh, Quảng Nam với nhiều bức tranh phản ánh chân thực về cuộc sống và con người nơi đây. Mới đây, nghệ sĩ điêu khắc Cao Thanh Thà đã có một triển lãm ấn tượng mang tên Phiêu về 1001 chú rùa biển được làm từ vật liệu tái chế. Nghệ thuật hướng đến cộng đồng, nghệ thuật tái chế đều hướng con người đến việc sử dụng vật liệu gần gũi với tự nhiên, gửi đến những thông điệp nhân văn vì môi trường bền vững. Bảo vệ môi trường sống cần sự chung tay của nhiều cá nhân tập thể, trong đó không thể thiếu vai trò tiên phong của nghệ sĩ. Bằng những hành động thiết thực, những sản phẩm hiện hữu sẽ mang đến một không gian sống nhân văn, bền vững cho mọi người. Mình thì rất là may mắn là năm 2018 có tham gia một cái chương trình về sáng tác các rác thải từ rác thải nhựa và phao xốp tại bãi Tử Long để còn nâng cao cái ý thức về bảo vệ môi trường. Trong cái buổi mà chúng mình tham gia ở bãi Tử Long ấy thì có được vinh dự thả một bạn rùa về đại dương. Thì mình rất là ấn tượng với các bạn rùa trong cái lần trải nghiệm đấy. Và sau đó thì mình đã tham gia rất là nhiều những cái chương trình khác của IUCN về cái chương trình bảo tồn rùa biển. Trong những năm đấy, từ năm 2018 đến bây giờ là 6 năm. 6 năm thì mình vẫn cứ tham gia các hoạt động khác của IUCN, nhưng tuy nhiên là mình có chủ động. Tại vì cái này nó thuộc về cá nhân chứ không phải tổ chức nào, đó là mình sáng tác các tác phẩm tái chế và tặng cho một số các hòn đảo mà mình đặt chân tới. Đây là một cái triển lãm 1001 bạn rùa gốm tên là Phiêu. Phiêu ở đây đó là phiêu lưu của các bạn rùa. Phiêu ở đây chính là cái cuộc chơi của mình. Mình muốn là cái cuộc chơi của mình, nhưng mà vì mong muốn rằng cái việc mà bảo vệ môi trường và bảo vệ các loại động vật. Mình coi rác là vật liệu, cho nên mình sẽ phải tính toán đến cái đoạn là làm thế nào để cái vật liệu nó là rác thôi, nhưng nó có thể có độ bền từ 15 đến 20 năm và không bị làm sao, và nó trở thành những cái tác phẩm để được ngoài trời và môi trường biển đảo tốt hơn. Rác không phải là rác, mà rác là vật liệu và nó lại trở thành một cái thứ để mình sáng tác và nó bền vững như các vật liệu khác. Mình thấy rằng là các nghệ sĩ sáng tạo ở Việt Nam, thế giới cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà những nghệ sĩ mà làm việc vì cộng đồng, đặc biệt là làm việc vì một cái điều lớn lao cho cái môi trường xã hội, nó rất là ít. Cái điều đấy thì lại rất là hiếm. Nên là quý trọng cái con đường của bạn Hà đang đi. Từ những cái tình yêu về một loài thì có thể nó sẽ được nở ra và trên nhiều loài hơn. Có thể là cuối năm của mình thì đang dự kiến là sẽ bày lại cái bộ 1001 bạn rùa gốm này, đồng thời thì sẽ làm một cái cuộc triển lãm khác về các động vật hoang dã nằm trong sách đỏ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua bão Pulasan đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc, với sức gió gần tâm bão đạt 90 km/h, đã đổ vào huyện Đại Sơn thuộc thành phố ven biển Chu Sơn. Bão đã đổ bộ lần thứ hai dọc theo vùng ven biển giữa Bình Hồ của Chiết Giang và khu vực phố đông của Thượng Hải. Cường độ của bão được cho là suy yếu dần khi đi vào đất liền. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, một số khu vực của An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tây và Phúc Kiến có mưa lớn từ hôm qua. Nhà chức trách của Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa những tác động của bão Pulasan. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cũng kêu gọi lực lượng chức năng nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải, theo dõi chặt chẽ gió, mưa và thủy triều, đồng thời thực hiện các biện pháp ứng phó với gió giật mạnh và mưa lớn trên đất liền, cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn. Toàn bộ 72 tuyến đường thủy chở khách ở thành phố Chu Sơn đã ngừng hoạt động. Tại thành phố Ninh Ba, tất cả 20 công trình xây dựng ở khu vực Duyên Hải đã tạm ngừng và 352 tàu bè liên quan đến các công trình này đã được đưa vào khu vực an toàn để tránh trú bão. Pulasan là cơn bão số 14 đổ vào Trung Quốc trong năm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục, nước này đã tăng cường đáng kể việc sản xuất các loại vũ khí đặc biệt theo yêu cầu, đồng thời cải thiện các tính năng của chúng. Tại cuộc họp với Ủy ban Công nghiệp quân sự về phát triển hệ thống máy bay không người lái cho các mục đích đặc biệt, ông Putin khẳng định rằng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của nước này đang tích cực làm việc để cung cấp cho quân đội vũ khí, đạn dược và trang thiết bị hiện đại. Nhờ vậy, các vũ khí đặc biệt đã tăng lên đáng kể, đồng thời các đặc tính kỹ thuật cũng được cải thiện. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm, trong năm ngoái, lực lượng vũ trang Nga đã nhận được khoảng 140.000 máy bay không người lái UAV. Dự kiến năm nay, con số này tăng gấp 10 lần, tức là khoảng 1,4 triệu chiếc. Ông Putin nhấn mạnh, nhờ các công nghệ tiên tiến mà Nga có được lợi thế trên chiến trường. Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng, việc thiết kế, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt máy bay không người lái sẽ được thực hiện tại các trung tâm đặc biệt. Dự kiến đến năm 2030 sẽ có 48 địa điểm thực hiện các công việc này. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã mời lãnh đạo các tổ chức quốc tế đến thăm dải Gaza. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Madrid sau khi Tây Ban Nha công nhận nhà nước Palestine, Tổng thống Abbas đã mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các nhà lãnh đạo khác đến thăm dải Gaza. Ông Abbas cho biết, mục đích của các chuyến thăm là để quan sát các tác động của các hành động quân sự của Israel đối với khu vực này. Tổng thống Abbas cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế tại Madrid. Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với giải pháp hai nhà nước để đạt được hòa bình bền vững. Hai nhà lãnh đạo Palestine và Tây Ban Nha đều bày tỏ lo ngại về bạo lực có thể lan rộng trong khu vực sau các cuộc tấn công vào thiết bị liên lạc của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban, khiến 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương trong hai ngày qua. Chính quyền Liban hôm qua thông báo cấm máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay từ sân bay Beirut sau khi hàng nghìn thiết bị này phát nổ trong cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào phong trào Hồi giáo Hezbollah xảy ra trong tuần này. Theo hãng thông tấn nhà nước Liban, Cục Hàng không Dân dụng nước này đã yêu cầu các hãng có chuyến bay xuất phát từ Beirut thông báo với hành khách việc máy nhắn tin và bộ đàm bị cấm mang lên cho đến khi có thông báo mới. Các thiết bị này cũng bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Sau vụ các cuộc tấn công vào thiết bị liên lạc của nhóm vũ trang Hezbollah, chính quyền Liban và phong trào này đã cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, phía Israel đã không bình luận về các cáo buộc này. Quân đội Liban cho biết họ đã tiêu hủy các máy nhắn tin và các thiết bị viễn thông đáng ngờ. Họ kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ thiết bị nào đáng ngờ khác. Ngân hàng Trung ương Anh BOE ngày 19 tháng 9 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5% trong bối cảnh lạm phát của nước này vẫn ổn định trong tháng 8 năm 2024. Mặc dù vậy, BOE cũng đưa ra tín hiệu có thể giảm lãi suất một lần nữa trong 2 tháng tới. Với 8 phiếu thuận và 1 phiếu chống, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất. Trước đó, vào đầu tháng 8 năm 2024, cơ quan này lần đầu giảm lãi suất xuống còn 5% kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Từ tháng 8 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%, mức cao kỷ lục trong 16 năm qua, nhằm kiềm chế lạm phát tăng cao tại Anh. Đưa ra tín hiệu có khả năng sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tới của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào tháng 11. Ngân hàng Trung ương Anh cho biết sẽ thực hiện cách tiếp cận dần dần để nới lỏng chính sách tiền tệ, với giả định tình hình kinh tế không biến động mạnh. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết áp lực lạm phát đang giảm và nền kinh tế nói chung đang phát triển như kỳ vọng. Nếu xu hướng này tiếp tục, nhà điều hành tiền tệ của Anh sẽ giảm lãi suất dần dần, song nhấn mạnh rằng điều quan trọng là lạm phát phải duy trì ở mức thấp. Một chiếc thuyền cánh ngầm chạy bằng điện đã thực hiện thành công hành trình dài tới 777 km trong 24 giờ từ thủ đô Stockholm của Thụy Điển tới đảo Åland thuộc vùng biển Baltic. Đây là kỷ lục thế giới mới về di chuyển quãng đường dài nhất bằng loại thuyền chạy bằng điện. Theo công ty Candela của Thụy Điển, chiếc thuyền cánh ngầm C8 của họ đã lập kỷ lục thế giới mới về quãng đường dài nhất mà thuyền điện có thể thực hiện được trong một ngày. Nhà sản xuất cho biết kỷ lục trước đó là 79 hải lý, tương đương 146 km trong 20 giờ. Tốc độ trung bình trong suốt hành trình 24 giờ là hơn 31 km một giờ, bao gồm cả thời gian nghỉ sạc. Sử dụng công nghệ thuyền cánh ngầm cải tiến, C8 được thiết kế với cánh bay trên mặt nước, giảm mức tiêu thụ và tiết kiệm chi phí năng lượng tới 80% so với thuyền điện thông thường.
Một điều thú vị khác tôi muốn chia sẻ ở đây là chi phí di chuyển bằng thuyền này rất rẻ. Tổng hóa đơn tiền xăng cho chiếc thuyền động cơ đốt trong đi cùng quãng đường là 7.000 krona thủy điện, trong khi con thuyền này chỉ tiêu tốn khoảng 250 krona tiền điện. Dùng thuyền này cũng giúp giảm đáng kể lượng khí thải, bảo vệ môi trường. Cuối mùa thu này, một loại tàu chở khách khác của công ty Candela là tàu con thoi Candela P12, chứa được 30 hành khách, cũng sẽ bắt đầu hoạt động trên tuyến đường thủy của Stockholm. Nhật Bản mới đây đã phát triển thành công một robot khổng lồ có khả năng hỗ trợ việc sửa chữa trong lĩnh vực đường sắt. Điều này đồng thời cũng giúp giảm thiểu tai nạn xảy ra tại nơi làm việc. Robot khổng lồ hình người này có tên gọi Jinki Type Zero V2, được công ty Man Machine Scenery Effectors phát triển. Robot có thể được điều khiển thông qua một chiếc kính thực tế ảo và điều khiển từ xa. Người điều khiển có thể khiến robot di chuyển chính xác theo ý muốn. Hơn nữa, những thông tin mà robot thu được có thể gửi đến người điều khiển ngay lập tức. Nói cách khác, khi người vận hành điều khiển robot là có thể cảm nhận được cảm giác của robot hoạt động như thế nào. Robot này được phát triển nhằm thực hiện các công việc nguy hiểm, hỗ trợ người sử dụng các công việc nặng và giảm nguy cơ thương tích do giật điện hay ngã từ trên cao trong quá trình bảo trì đường sắt. Hiện tại, chúng tôi chỉ có một robot. Chúng tôi cần tăng số lượng robot từ 1 lên 10, 100 hay thậm chí là 1.000. Do đó, điều quan trọng không chỉ là mở rộng nhu cầu trong ngành đường sắt, mà còn phải khám phá các lĩnh vực khác nhau vốn đòi hỏi nhiều lao động. Công ty Man Machine Scenery Effectors cho biết, robot có thể nâng một vật nặng tới 40kg bằng hai cánh tay lên độ cao 10m. Các nhà phát triển hy vọng robot sẽ sớm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng như kỹ thuật dân dụng, công trình điện, xây dựng đường bộ,